Hello, bây giờ em xin giới thiệu cái phần mềm Goza. Thì Goza là cái sản phẩm được phát triển bởi cái tập đoàn Goza Media System. Thì nó có những cái sản phẩm như sau. Thứ nhất là cái Goza Stream Engine. Thì sản phẩm này á là được cài trên máy tính. Dùng để mà streaming lên cloud hoặc là streaming sang một cái Goza Stream Engine khác, nhưng mà lại trong một mạng LAN. Còn mà stream lên cloud ấy thì mình có thể từ cái stream từ cái OBS, cái phần mềm coder, phần mềm để mà lên 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 cloud hoặc là vào cái thiết bị này. Thì ở đây nguồn tín hiệu, nguồn tín hiệu thì nó có nhiều loại này, ví dụ như là Goza Coder, ASIC, Epiphone, hay những cái nguồn như này, Panasonic, Newtek, Sony, Telestream, hoặc là Teradek, hoặc là AZ Encoder. Thì đây là trên màn hình là Goza Stream Engine. Còn đây là Goza Cloud. Thì để có Goza Cloud này thì mình phải mua. Hiện tại thì mình đang sử dụng nghe 1 tháng để mà bọc vạch cho nó vui. Đây là cái phần mềm cloud này thì nó chạy trên máy chủ mà mình stream lên đấy, để mà từ đấy để phân phối tín hiệu đi các cái điểm thu thông qua cái link playback, hoặc là stream qua các cái mạng xã hội như YouTube hay là Viber, là Facebook. Đây. Target. Thì ở đây mình có thể add hoặc là Goza Cutter. Thì Goza Cutter là một cái hardware mà trong đó nó cho phép là làm mã hóa tín hiệu để đẩy các cái luồng RTMP hoặc là RTP qua các cái giao thức để lên 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 trên cloud. Và nó đặc điểm nó hay chỗ là nó có các cái interface HDMI hoặc là SDI để mà đun tín hiệu vào. Đây là Goza Cutter đây. Đó. Thiết bị. Còn Goza Go Coder thì là cái phần cái app mà nó chạy trên cài trên điện thoại. Đấy, dùng camera điện thoại và mic từ điện thoại để mình xin mình về cái Goza Engine này hoặc là Goza Cloud. Thì hôm nay mình demo cái phần mềm này. Từ cái nguồn tín hiệu là mình dùng OBS rồi streaming lên cloud hoặc là streaming lên cái Goza Stream Engine, mà từ đó người khác có thể sử dụng VLC để thu lại tín hiệu, để thu lại tín hiệu qua cái đường link hoặc là qua cái web demo.
mà để lấy tín hiệu ra thì phải dùng VLC. Đây cái link này, cái cross do chip tín hiệu ra đây.